Hello, xin chào mọi người. Bây giờ chúng ta đi đến để gặp sự ủa cái gì đây chú Hiệp? À, đây là cái bọc để chứa nước để xài. Trời ơi. Trời ơi. Cái bồn hình là sử dụng cái bọc. Trời ơi. Cho nó dễ vận chuyển tại vì cái đường vô đây rất là hiểm trở. Đây là cái túi trữ nước ngọt nha mọi người. Tại vì trên núi là không có nước, do vậy người phải lấy nước từ ở trong mạch. Do vậy phải tích trữ ở đây để sử dụng. Đây cốc nữa. Sử dụng qua mùa nắng. Trong mùa nắng là nó không có nước nha. Đây thêm một bọc nữa. Đó, quý vị nào mà muốn liên hệ mua thì đến đây công ty cổ phần nhựa Tân Đại Dương. Nhà sản xuất nó có số điện thoại, có địa chỉ luôn. Đó. Đây chứa nước đó mọi người. Và đây là cái thứ hai mà đến lại không có người. Lại không có quý đây sư. Là còn một vị sư. Định cư ở đây cũng đã lâu. Sư ở đây lâu chưa Hiệp? Con không biết rõ mà có thể là cũng vài chục năm. Ồ, sư ở đây vài chục năm rồi nha các bạn, mọi người. Ồ, đây có phải là chánh điện á, thấy có đúng cửa. Đó là Tam Bảo. Ồ, đây là nhà thờ chánh điện đây các bạn, Tam Bảo đó, đóng cửa rồi. Đây là cốc để sư nghỉ. Ồ, đây là cốc quý sư. Cái mặt nhân là phải không anh Hiệp? À, đúng rồi, chính xác. Ở trong rừng thì có rất là nhiều loại cây quý hiếm nha mọi người. Wow, cái cốc. Nãy có nghe tiếng người không? Có hả? Lúc mà mình tốt trên kia. Có nghe tiếng người ho hả? Hồi nãy cái chú này có nghe tiếng người ho mà. Sư không biết nữa. Có khi nào sư thấy. Có khi nào sư không có nhà mà chắc là đã đi đâu. Ồ, đây là chắc là nhà bếp. Đây là nhà bếp. Sư vào quay cái nhà bếp cho anh chị xem. Đây là nhà bếp và là nhà ăn. Bếp và nhà ăn. Nối liền. Ừ, sạch sẽ chứ. À, hình như này sư này là sư Nam Tông hay sao á. À, sư à, y vàng thấy cái quạt của Nam Tông các bạn. Nam là sao, Bắc là sao? Ờ, Nam Tông, Bắc Tông là một cái hình thức truyền bá đạo Phật theo không hai nhánh. Không, ý là Nam thì như thế nào và Bắc là ra sao? Nam có thể ăn nặng. À, Nam tức là tu theo Phật giáo Nam truyền á. Đây là sư này ăn chay. À, sư này ăn chay hả? Ăn chay trường. Ăn chay trường, ờ. Rất là tiếc mọi người ơi, không được gặp sư nữa rồi. Trời ơi là trời. Mọi người thấy không, xung quanh là rừng núi bao la. Bát ngát đại ngàn luôn. Chỉ có một cái cốc ở như vậy thôi. Và sau đó đây nước nè. À, sau đó thì không có sư. Không có sư ở nhà thế là lại. Rồi thôi, không có sư thì mình lại lên đường. Các sư đang ở dưới đám tang. Đám tang xong rồi mà. Đã xong nhưng mà có thể là còn ở lại làm việc gì. Bên đây có một cái lối mòn này thiệt. Ừ. Lối mòn đó mình đi tắt qua cái đường hồi nãy mình đi lên đó. À, mình đi qua đây là lối này mình đi xuyên qua đấy được. Ừ. Mình đi tiếp tục. Ok. Tí mình về mình có thể đi xuyên lối đấy mình đi lên mình về. Ừ. Nhưng mà mình về mình đi đằng kia để mình khám phá cái mảng bên kia. Ừ. Ờ, và đây là chúng ta lại tiếp tục không có duyên để gặp một cái vị thứ hai mọi người. Chúng ta không có duyên. Ừ. Vậy thì thôi, cái việc mà cái phước duyên đó nó cần phải hội tụ nhiều yếu tố và nó cần rất là nhiều cái điều về cái quá trình mà chúng ta tu học nữa. Chúng ta có giao duyên với Tam Bảo nhiều chưa? Chúng ta có gặp quý sư ấy nhiều chưa? Đấy. Thì bây giờ
không gặp được. Ok, rồi, thôi chúng ta tiếp tục. Sư sẽ tiếp tục dắt mọi người đi tiếp. Ở đây cũng có ranh giới. Hả? Nước này còn đi xuống đây hay là dưới đây rút lên? Đây là một con suối nhỏ. Hiện nay nó đã cạn nước nhưng mà khi mùa mưa là nước chảy ở đây cũng khá, cũng tương đối nhiều. À, chắc là sư bơm lên. Đủ nè. Cho sư sử dụng và cái sư làm cái hồ này để chứa nước lại và bơm lên trên lên. Đúng rồi. Nhà để xài. Ừ. Có điện mà, kéo điện tới đây luôn á. Có điện mà. Rất là xa. Ủa, chứ Hiệp xuống đây ngõ nào nữa không? Qua đây đi. Ôi, còn đường đi quý vị. Dạ. Bản thân sư là... Mưa tới đây tắm đã luôn rồi. Bản thân sư là chắc mù đường luôn á. Nhìn cái chỗ này nó cũng như chỗ nào. Nó thấy... Ê dạ. Quý vị đừng có thắc mắc là tại sao là cái video mà tại sao là toàn quay cảnh đường đi không nha, không có gì hết nha. Tại đó đang đi nên cũng không có gì đấy. Đây là một con đường nối liền từ dưới suối đá đi lên ngang chùa Bạch Quang. Và cứ theo con đường này thì mình có thể đi lên được tới lên kia, nó có rất là nhiều ngã rẽ. Ừ. Có đường thì vô cốc, có đường thì lên tới La Bàn, tới sân bay nhỏ. Và có đường thì đi xuống tới chùa Tổ của Tây Phương. Và trên đường đi thì nó có rất nhiều ngã rẽ và các cốc ở hai bên đường. Giờ bây giờ chúng ta quyết định đi thế nào? Bây giờ mình đi lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đây khoảng chừng 100 mét nữa là tới chùa Phật Quang. Nếu đi theo đường lối mòn này thì chúng ta sẽ đến chùa Phật Quang, là chùa của Thầy Thích Chân Quang. Bây giờ mình đi vòng vòng ở đây. Và bây giờ chúng ta đang đi rẽ lên ngã này. Thì ở trên cái núi này á mọi người, người ta nói là có một cái sân bay. Có một cái sân bay ở trên đỉnh núi á. Thật ra thì mình cũng sư và Phật tử thì cũng chưa biết. Nên có gì sư sẽ dắt mọi người đến đó xem thử coi cái sân bay. Sân bay không phải ở đây, là chỉ là những cái chạm dừng của các gọi là trực thăng thôi, chứ không phải là những cái sân bay to đâu. Nhưng mà trên núi thì chắc là nó cũng có một cái điều gì đó khác so với ở dưới đất liền. Do vậy thì nếu có cơ hội khám phá thì chúng ta nên khám phá ha. Ok, let's follow me. Đường này cũng là đường đi thể thao của những người... Đi phượt hả? Đi phượt á. Trời ơi, đường này cũng là đường đi phượt của mấy người thể thao hả? Thường xuyên luôn hả? Vâng. Vì là thêm một thông tin nữa là dành cho những bạn mà ham muốn đi phượt, dân đi phượt, các bạn có thể đến đây và khám phá. Bây giờ trễ rồi, người ta đi qua chứ nếu mình đi sớm khoảng sáng sáng là họ đi đường rất là nhiều. Và có thể bây giờ họ vẫn còn đang đi. Những cái tiếng mà mình nghe hồi nãy là của những người đi phượt á. Tức là hồi nãy là có một anh là anh học á, anh có nghe một cái tiếng người ho hay là tiếng gì đó. Thì khi đi đến nó không gặp ai hết mọi người. Thì mọi người thấy không? Nó khó giải thích lắm. Rồi anh Hiệp anh mới nói là cái tiếng hồi nãy có thể là những người ta đi phượt, người ta đi ngang đây. Nhưng mà giờ chúng ta đi thì chúng ta cũng không gặp ai. Nãy nghe rất rõ luôn, có nói với Hiệp. Ủa, nghe rất rõ luôn hả? Nghe như thế nào không? Nghe một cái tiếng ho. Tiếng ho hả? Chắc là... Ngồi đây mình chờ thì sẽ có rất nhiều người đi qua lại nối đường. Kể cả người nước ngoài, châu Á và châu Âu cũng có. Nhiều nhất là người Hàn, người Hoa, có cả những người Nga, người Pháp. Đôi lúc những chỗ mà kiểu như là những chỗ quy sơn ẩn tích của một số bậc chân tu, khi mình đến cái tự nhiên họ sẽ biến mất.
Ờ, kiểu vậy á. Thật ra không phải là những vị nào. Hả? Ồ, rồi. Cho mọi người ngắm một ít hoa rừng nha. Đấy. Tuy nó không đẹp như gì nhưng mà tự nhiên trong một đám rừng xanh tự nhiên có một cái màu sắc khác, nó cũng đẹp đúng không mọi người? Like cái nha. Nhớ thích video này là phải like, chia sẻ nha chưa? Ôi trời. Oh.